Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các mọi người về cái cây giống lá hen của bên mình đang ươm. Đây, cây giống lá hen. Bên mình ươm toàn bằng những cành già cắm vào đất và chăm sóc sau một thời gian thì cũng đã nảy mầm ra bộ rễ cực kỳ phát triển rồi. Bây giờ thì chỉ cần ươm xuống đất, trồng xuống là lên cây. Đây có một số cây to mình chưa trồng ra được thì vẫn đang để đây đây. Còn đây là cái những cây mới. Thì mọi người đã biết là cây lá hen thì điều trị tích cực trong việc là chữa hen suyễn, tắc nghẽn phổi, viêm phổi, uống rất là hiệu quả. Thì bên mình đã nhân giống cái loại cây này để tự trồng làm thuốc cho mọi người, cũng như là cung cấp cho những bạn nào có nhu cầu trồng cây này. Mọi người thông thường thì mọi người sẽ thường biết đến cây này vì nó là thành phần chính và chủ đạo của cái bảo khí khang mà chúng ta thường mua hoặc đã từng sử dụng. Thì nói thật với các bạn là bảo khí khang thì mình không biết là bao nhiêu phần trăm lá hen ở đó, tức là không biết phần trăm cụ thể, nhưng chỉ biết là nó là thành phần chủ yếu thôi. Cái một hộp bảo khí khang dùng trong một tháng là hết 1 triệu, giá ghi trên hộp. Còn nếu chúng ta sử dụng lá hen nguyên chất như này thì giá thành sẽ giảm hơn, mà trồng được cây thì sử dụng trực tiếp thì càng tốt, đảm bảo hiệu quả hơn. Những mọi người có nhu cầu mua cây về trồng để làm thuốc thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi cung cấp cả cây giống, lá tươi, lá khô, giao hàng toàn quốc luôn. Xin cảm ơn.